Chào con. Con chào cha và công. Con được ơn hai ơn ạ. Ơn thứ nhất là con bị tắc nghẽn phổi mà bị 5 năm rồi. Thì hôm mà lễ chùa Thánh Thần liền xuống là con đi một mình vào đây nghe đài của cha, thì con vào xin thì con lên một cơn chấn ở trong nhà trọ là gần chết. Thì con bảo một người là đi vào gặp Trợ Long cho cha ra sức dầu của tôi xưng tội chịu lễ. Điều tôi có chết đây thì kéo thượng bình thư và anh đặt của gia đình vào đưa tôi về, nhưng không ai dám vào xin phép cha vì lúc đó là 12. Vội dùng lời dư con được ơn chùa lành, đáng lẽ con về hôm qua nhưng con ở lại để làm chức cho Chúa. Cho nên mọi người có bệnh hãy tin vào Chúa, tìm pháp cho Chúa, con định đây làm ơn cho Chúa. Một bệnh thứ hai nữa là con bị tiểu đường, năm nay đã 15 năm rồi, tháng nào con cũng đi lấy thuốc, nhưng mà hiện vừa rồi đấy con đi lấy thì người ta bảo là không cần phải uống thuốc nữa. Tại sao chỉ vì 15 năm lẻ ra là nó biện chứng đủ loại mà chỉ thôi đứt như thế này? Thế con trả lời với bác sĩ là bệnh của tôi là do Chúa chưa xảo điệp tin mừng Chúa chưa. Con định đấy cảm ơn Chúa và cảm ơn cha. Dạ, dạ, con xin hết ạ. Thế mới rồi, sẽ gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Thế con đi về cho nổi vào đây là cái máy có chưa? Rồi, máy lòng Chúa thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Và đây là chàng chuối lòng Chúa thương xót có rồi. Thế mới. Thưa anh chị em, giáo điểm tin mừng của chúng ta vẫn